Mình là Cao Trung Hiếu. Mình là Trần Thị Xuân Thơ. My name is Michael Choi. Anh là Nguyễn Hùng Cường. Mình tên là Vân Possible. Anh là Nicky. Mình là Giang của kênh YouTube Giang Hương. Chị là Marketing Manager. Xin chào mọi người, mình là Thùy Minh. Sáng tạo, trẻ và đông vui. Đông, anh tưởng là chỉ có khoảng 20 người thôi nhưng mà vô thấy quá trời luôn. High tech. Fast, intense foundation. Mới mẻ và dị. Rất là sôi động nè. Vô cùng thú vị. Thân thiện, vui vẻ và hữu ích. Tại vì là chưa bao giờ Cascam lên một chương trình mà có thể training và coach cho các bạn như hôm nay. Nghe thì nó phải dễ chịu, nó dễ vào. The audio side is obviously technically the most important. Giọng nói của mình phải truyền tải được cái năng lượng, cái tình cảm, cái cảm xúc của mình đến với người nghe. Tại vì cái giọng nói của mình là tất cả những cái gì mà người ta có thể tiếp xúc được, chứ người ta không có thể nhìn được mình. Đó là cái nội dung nó phải thực sự có ích với người nghe. Cái nội dung đó nó phải thực sự đến từ cái sự quan tâm và hiểu biết của bạn. Sự diễn đạt và cái kết cách kể chuyện của podcast nó phải thực sự là như vậy. Đến một cái kịch bản tốt và có đầy đủ năng lượng. Chân thực, rất là chân thực, gần gũi. Cái góc nhìn thì mà cái góc nhìn của bạn lạ, góc nhìn mới và nó đặc biệt á. Cái giá trị của podcast đó, mình nghe xong mình cảm thấy mình có thêm được thông tin gì và mình cảm thấy là mình có được truyền cảm hứng hay không. Cái sức nặng của sự im lặng, mình không có vội vã hỏi trả lời như là đánh bóng bàn với nhau nữa, mà mình có một cái sự yên tĩnh, một cái khoảng để mà mọi người hít thở, tâm sự như là với bạn bè của mình. Cần phải research cái mảng, cái topic đó rất là cụ thể và rất là rõ ràng. Phải đi từ cái câu chuyện của chính bản thân mình, cái trải nghiệm cũng như cái đúc kết trong một cái hành trình sáng tạo của mình. Mix in that Asian culture, mix in the Western culture, mix in music. Chị có khả năng cười mồi rất là vui. Chị tự cười rồi chị tự vui và người nghe chắc là cũng sẽ vui. Trevor Noah, Elon Musk, chị mình, Haruki Murakami, giảng viên hoặc là những người có chuyên môn về psychology, John Lennon. Bây giờ Hiếu sẽ chia ra người còn sống và người đã chết đi ha. Cái người đã chết đó là Andrei Tarkovsky, một cái đạo diễn người Nga. Người còn sống đó là Yuji Yamamoto. Khu rừng của tôi. Hiểu bản thân và hiểu mọi người. Tự tin thể hiện dấu ấn riêng. Những người bị điên. Talking shit. We have two people in the toilet and then you just talk to each other and I'm fine. Cái bootcamp thực sự ấy, nó là lúc mà bạn bắt tay vào làm một cái dự án nó dài hơi, kéo dài 1 năm hoặc 2 năm. Đấy, thì thành ra mình cứ thư giãn, coi nó là một cái chỗ để gom nắng, gom gió vào cho da mình nó khỏe mạnh thế thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Don't ignore things because you don't like it. For example, podcasting tends to be about one person running everything. So you're the creator, you're the host. You're the audio engineer, you're the cameraman, you're also the financial guy, you're the marketing guy, you're the PR guy. And if you start ignoring any of them, you actually will, you're just kicking yourself in the foot, right? Hãy cho thật nhiều những cái điểm chạm cá nhân vào đó. Rõ ràng là mình phải đưa thông tin, mình muốn đưa những cái kiến thức hay là mình muốn đưa những cái sự kiện chính xác đến với người nghe. Thế nhưng mà rất là quan trọng là mình phải có cái điểm chạm cá nhân, suy nghĩ, quan điểm, câu chuyện cá nhân, kỷ niệm cá nhân mình ở trong đó. Và những cái điểm chạm cá nhân đó chính là những cái dấu ấn mà làm cho người nghe ấn tượng nhất với podcast của bạn. Mỗi một cái team á, sẽ có một cái cá tính riêng và sẽ có một cái cách xây dựng nội dung riêng, thì mình nên giữ vững cái chuyện đó. Tại vì cái đó nó là một cái sự thu hút cá nhân. Nhớ mình làm cái này vì lý do gì thật, anh nghĩ là các bạn có sẵn, đem tới đây một cái đam mê sẵn rồi. Không có ai mà chỉ làm cái này vì kiếm tiền đâu, anh nghĩ vậy. Chúc mọi người làm thật là tốt.